ở nơi chúng ta, luân hồi lục đạo chẳng có lúc nào ngưng dứt. Nỗi khổ ấy được gọi là sanh tử bì lao, sanh tử mệt nhọc. Vì thế, người học Phật phải có tầm mắt xa rộng, chớ nên chỉ thấy trước mắt. Vì có những độc tu, sau khi học Phật, đương nhiên hiểu nhân quả đôi chút, chẳng dám làm chuyện ác nữa. Xét theo phương diện cuộc sống thì chẳng bằng các đồng học, bạn bè của chính mình. Thấy sự nghiệp của họ ngày càng phát đạt, của cải cuồn cuộn đưa tới, còn chính mình thu nhập mỗi năm chỉ gắng gượng sống qua ngày. Gặp mặt các bạn bè cũ, cảm thấy rất khó chịu, cảm thấy chính mình thua kém kẻ khác. Quan niệm ấy là ma chướng của chính quý vị, là phiền não chướng hiện tiền, là nghiệp chướng hiện tiền, chính quý vị mê hoặc điên đạo. Phú quý vinh hoa trên thế gian này như mấy khói trôi qua trước mắt, là giả, chẳng thật, chẳng đáng hâm mộ. Chính mình thật sự học Phật, nhất là tu pháp môn tịnh độ này, quý vị có thể vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, thật sự đạt được sự sống đời đời. Trong thế gian này, đừng nói là đế vương trong thế gian hay tổng thống, ngay cả thiên vương cũng chẳng làm được. Có ai có thể sánh bằng quý vị? Chẳng thể so sánh. Chúng ta cảm thấy chẳng bằng người thế gian, tức là đạo nghiệp của chính quý vị chưa đạt căn bản. Nếu quý vị đạt được, dẫu quý vị ăn mặc rách nát, đứng cùng với chỗ các đế vương trong thế gian, khí thế của quý vị vượt trội họ, chắc chắn chẳng thua kém họ chút nào.